Tâm. Gì ba? Ăn hủ tiếu không con? Có chuyện này con muốn hỏi gì ba? Trời ơi, chuyện gì mà mặt mày căng vậy? Vậy ba có nói cho thằng mẹ biết Hương ở đâu không? Trời ơi, đời nào gì nói. Mấy bữa nay nó không có về nhà. Bộ có chuyện gì hả? Thằng mẹ nó mò tới Hương, nó làm chữ đồ bãi kia. Trời đất ơi, thằng quỷ này, ai nó cũng hỗn tạp hết là sao? Có chuyện gì vậy má? Ê, ê, đừng có đánh. Ê, trời ơi, đừng có đánh nhau. Trời ơi, con ơi, hai người buông ra. Trời ơi, Tâm ơi, Tâm ơi, buông ra đi Tâm ơi. Trời ơi, buông ra Tâm ơi, tao lại mày Tâm ơi. Tao lại mày tha cho mèo đi Tâm ơi, mày đi đi. Đi đi con. Tao nể tình gì ba nghe chưa? Nha. Kể từ hôm nay, mày mà đụng tới Hương nữa, mày coi chừng tao nghe mày. Nghe chưa? Đó. Thằng quỷ, mèo ơi là mèo. Trời ơi, mày là con quỷ chứ không phải con người. Mày làm gì con Hương rồi hả? À, thằng quỷ. Tôi làm gì cãi tôi? Ai cũng muốn thở là sao? Trời ơi, thằng mèo. Tại sao tôi có thằng con trời đánh gì nữa trời?